cách đặt mục tiêu. Thì nó có bao nhiêu bước? Nó có tất cả là 10 bước để đặt mục tiêu. Bước đầu tiên, 1, phải xác định rõ thứ bạn muốn. À, thì nó phải theo quy tắc này, tuân theo quy tắc SMART. SMART thì trong đó S nó phải cụ thể, nó phải rõ, rõ ràng. M là đo lường được, đo được. A là nó phải có khả năng đạt được. Nhiều mục tiêu làm lổ trái đất thì thôi, không đạt được. Và chữ R nó phải liên quan đến mục tiêu cuộc sống của chúng ta, liên quan đến bạn. Và chữ T, theo các bạn, chữ T là gì? Ồ, phải có thời hạn. Các thầy cô giao bài tập, có thầy cô nào giao bài tập cho các bạn nhưng không có thời hạn nộp không? Ồ, quên, đúng rồi, chị quên. Phải có thời hạn. Ba mẹ các bạn đi làm đều có cái này hết. Deadline là khoảng thời gian đấy chắc chắn là phải ngừng. Bây giờ mỗi bạn đặt cho thầy mục tiêu để thầy xét xem nó mục tiêu đó có ok không. Đặt học sinh giỏi lớp 7. Cụ thể số học sinh giỏi là mấy phẩy? Trung bình tất cả các môn. 6 môn. 8 phẩy. Rồi, thế còn lại những môn khác phải đạt chuẩn nào? Còn lại mấy môn nữa là trên 6 phẩy? 5 trở lên. Kỳ vừa rồi con mấy môn 8 phẩy? Sao vẫn chưa được? Nó cần 6 môn. À, thiếu một môn là môn gì? Toán à? À, thế thì theo các bạn thì bạn này có khả năng đạt được không? Có. Vì nó 5 môn rồi. Nó 5 môn rồi. Nó chỉ thiếu đúng một môn nữa mà môn toán là mấy phẩy? À, thiếu không 11. Chơi được. Chắc chắn đạt được, nếu không đạt được đừng đến lớp nữa. Vỗ tay cho ra mình, đừng đến lớp nữa nếu không đạt được nhá. Rõ chưa? Kỳ này thi mà không được học sinh giỏi, bảo mẹ Hòa luôn, qua không đi học nữa vì chỉ có 0,1 thôi, có một môn nữa con không đạt được. Sau khi đó học đạt mục tiêu rồi, liên quan đến cuộc sống của con và phải có thời hạn là bao giờ thi đấy biết không? Còn bao nhiêu thời gian nữa để đầu tư? 2 đến 3 tuần. Nhưng mục tiêu này đặt ra lâu chưa? Ừ rồi, bây giờ mới đặt thì thầy cũng thấy cũng hơi gấp. Bây giờ mới đặt là hơi gấp đó. Rồi, tiếp theo một bạn khác. Trường xin chân thành cảm ơn các anh chị đã nghe thông điệp của trường. Nếu các anh chị thấy thông điệp hữu ích và có giá trị với các anh chị vui lòng bấm vào nút quả chuông ở bên dưới đó để đăng ký kênh. Các anh chị sẽ nhận được những video clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị một ngày tốt lành.